Xin chào các bạn quay trở lại với bếp nhà biển. Giới thiệu với các bạn, đây là món bánh mì bơ đường dễ làm, không tốn quá nhiều công sức nhưng lại vô cùng thơm ngon. Bây giờ chúng ta cùng bắt tay vào thực hiện nha. Đầu tiên chúng ta sử dụng khoảng 100ml sữa tươi, kèm 20g đường và 3g men. Sau đó cho thêm vào 10g dầu ăn, 150g bột mì số 13 và một xíu muối. Chúng ta dùng thìa và có thể dùng tay trộn hỗn hợp cho hòa quyện, tạo thành một khối hoàn chỉnh, sau đó để nghỉ trong vòng 20 phút. Sau khi đã nghỉ khoảng 20 phút, bây giờ chúng ta hãy dùng tay nhồi sơ khối bột lại một lần nữa để khối bột mịn màng và sau đó để nghỉ khoảng 1 tiếng hoặc đến khi khối bột nở gấp đôi là được. Và trong lúc đợi bột nở, chúng ta sẽ chuẩn bị hỗn hợp bơ đường. Sử dụng 25g bơ nhạt để nhiệt độ phòng, cộng 10g đường, 10g bột mì đa dụng và một xíu muối, trộn đều hỗn hợp. Và sau khi bột đã nở, chúng ta chia khối bột thành 6 phần bằng nhau và tiến hành tạo hình như trong video nha. Khi tạo hình xong, chúng ta để bột nghỉ khoảng 40 phút. Và trước khi cho vào lò nướng, hãy sử dụng một xíu sữa tươi để quét mặt bánh. Và trong lúc này, chúng ta cũng nên làm nóng lò nướng ở 150 độ C. Trong khi nướng bánh, các bạn lưu ý, do nhiệt của lò nướng thủy tinh tỏa ra không đều, vì thế chúng ta cần phải canh lò và đặc biệt xoay trở khay bánh để bánh có thể chín vàng đều hơn nha. Sau khoảng 15 phút, khi mặt bánh đã vàng đều, chúng ta nhấc bánh ra khỏi lò và sử dụng một ít sữa tươi để quét mặt bánh. Sau khi quét xong, chúng ta cũng nên trở bánh để nướng luôn phần dưới nha. Cuối cùng chúng ta đã hoàn thành món bánh. Bánh có lớp vỏ giòn, bên trong mềm mịn thơm bơ, ngọt của đường và mặn mặn của muối. Mình cũng không biết bánh này để qua ngày có ngon không, vì mỗi lần làm xong là bánh hết ngay lúc đó luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công với món bánh mì bơ đường này nha.